em thử một chiếc một các bác ạ. Các bác thấy chưa? Thử một chiếc một thôi, nó đã ngọt và hay như thế này rồi. Vâng, các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Cái độ đẹp của cặp loa Peeler sản xuất tại Nhật. Lỗ này là lỗ nguyên bản. Nguyên bản. Đấy, từ lúc sản xuất họ khoan mồi để bắt ốc để treo tường. Rồi, zin nguyên bản em để nguyên. Đấy. Và loa thì nó cực kỳ là cứng cáp. Thùng vách, thông số của nó đây. Vâng. Những mã như V16, V26 và V36 là những mã đắt tiền nhất. Đây là những sản phẩm phải nói là cực kỳ. Đấy, những dòng này thì công suất nó 280W, 60 đến 280, công suất nó lớn hơn những dòng V11, V21, V31 thì công suất nó yếu. Và cái này thì nó được sử dụng bát 20. Hai lò tép thì qua thấy mượt không? Đấy, có vi tinh chỉnh đây nhá, vi tinh chỉnh. Đấy. Cặp loa giá chiên rất là êm ái. Đấy. À, đây là cái đệm cao su của nó này. Các bác nhé, lau đi nó hết cái này. Đấy. Đây là cao su, bao giờ một thời gian nó sẽ có cái mốc mốc. Đấy, các bác nhìn này chưa? Đấy. Đệm viền này cao su nó rất là mềm, rất là thích. Các bác thấy nó mướt mượt mượt chưa? Nhìn từ cái ốc này của Nhật sướng này. Đấy. Phải nói rất là ưng ý đối với sản phẩm loa Peeler. Các bác nhìn hình thức của nó thiết kế rất là tinh tế và chất âm của dòng loa rất là hay, nghe hát cao kê, trên đặc biệt là trên những con âm ly dao vuông thì nó là tuyệt vời. Hoặc những âm ly Nhật, các bác ghép vào những âm ly Nhật này, đấy, đàn lông Peeler, đấy, san xui, các bác cắm thêm cái vàng, các bác nghe hát cao kê tuyệt vời. Và cảm ơn các bác. Và cặp loa này chuyển về cho bạn khách ở Thái Nguyên. Vâng, bạn nhận theo đường ô tô. Ngọc Quang xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vâng, em cho anh em chuyển những cái kiện hàng này, chuyển trả các bác luôn. B và B full này, trả đơn các bác này. Cặp Vatasa này, Audi Center, đặc biệt loa Audi Center các bác đặt rất nhiều nhé. Audi Center PS8 cộng. Và đây 450C, đẹp mướt mượt mượt. Đang chuẩn bị 4 đôi sẽ đóng trả ngay bây giờ. Chào các bác, phải nói là đẹp, không có điểm trừ nhá, mướt mượt mượt, nhưng mà đều vẫn phải có những vết xước nhá. Đấy, em không nói sai. Đấy, phải có nhá, vì một số bác cứ mua cứ bảo sao đẹp phải không một vết xước, mà em nói luôn các bác, ngọc cũng có vết xước. Còn loa kể cả loa mới cứng các bác bỏ ra khỏi thùng không lựa nó vẫn xước. Đấy, còn cái loa nó là cái gì đâu, nếu tính ra thì nó chỉ là cái loa mà nó chỉ có hơn 5 triệu thôi các bạn. Cái xe ô tô các bác đi chảy xước là chuyện bình thường. Nhiều bác đến đây mua cái xe đi xước các bác cũng kệ. Em có em kệ. Đấy, thì nó phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ nó. Nhưng mà nhìn nó như này là em thấy nó quá đẹp rồi, hết cỡ rồi các bạn. Đấy. Thì em bán cho các bác thì hàng trăm hàng nghìn bác khách, nhưng mà cũng có một hai bác băn khoăn về cái điều đấy. Em cũng soi luôn. Như thế này thì các bác cùng xem. Đấy, vết xước là chuyện bình thường nhá. Và nếu không có vết xước ấy, em nói luôn bả matit đánh nhẵn thín như mông em bé. Đấy, nhưng nó vẫn có vết sẹo. Tránh thế nào được bạn nhá. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Độ đẹp này. Đấy, nhìn cái độ đẹp của loa, quan trọng nhất là cái tuyến loa. Những cái loa. Đấy, mướt mượt mượt. Đấy, đấy gọi là độ đẹp, độ xịn sò, đẹp hết cỡ luôn đấy các bạn. Đây. Nếu mà nói về cái tuyến loa này thì cái lúc sản xuất mới nó cũng thế này thôi, chẳng khác gì. Cảm ơn các bác rất là nhiều.